Hello Việt Nam, chào Việt Nam. Chú đang ở Tiền Giang, Mỹ Tho ha. Thì hiện tại chú đang ở giếng nước nè, giếng nước của thành phố Mỹ Tho. Thì có bà cháu muốn chú quay cái cảnh hội chợ Tết tại Tiền Giang như thế nào. Thì chú quay nha, chờ chút nha. Lễ hội chào mừng xuân Giáp Thìn năm 2024, khoảnh khắc sum vầy nha, đẹp chưa? Wow. Đẹp chưa mấy đứa, đẹp chưa? Thì chú làm mấy clip này chú gửi cho các giáo du học sinh Việt Nam tại Úc nha. Xa quê hương nhớ mẹ hiền là đây nha. Đó. Nè, đây là thằng Buôn nè. Đó là thằng Buôn nè, con trai chú nè đó. Buôn ơi. Đây là quang cảnh xung quanh của giếng nước tại thành phố Mỹ Tho nha. Đây là đặc sản An Giang. Đó, đặc sản An Giang đây. Wow. Này chú quay phường 1, phường 2 và đây là phường 3, thành phố Mỹ Tho. Và đây là phường 4, thành phố Mỹ Tho. Đây là phường 5, thành phố Mỹ Tho. Đây là phường 6, thành phố Mỹ Tho. Và đây là phường 7, thành phố Mỹ Tho. Và đây là phường 8, thành phố Mỹ Tho. Và đây là phường 9, thành phố Mỹ Tho. Và đây là phường 10, thành phố Mỹ Tho.
Đây là phường Tân Long, sáng tạo, đổi mới, phát triển thành phố Mỹ Tho. Đây là xã Đào Thạnh, mừng xuân Giáp Thìn 2024. Là xã Đào Thạnh là xã của gia đình mình nha các bạn nha. Xã Đào Thạnh. Xã Mỹ Phong. Đây là xã Phước Thạnh. Xã Phước Thạnh. Đây là xã Tân Mỹ Chánh. Và đây là xã Thái Sơn. Thì chỉ có bấy nhiêu thôi. Thì hiện tại mình đang ở giếng nước thành phố Mỹ Tho nha. Thì mình gửi tới các anh chị em, các bạn, các cháu du sinh. Thank you Việt Nam, thank you Mỹ Tho, chào Mỹ Tho.